Tôi giới thiệu với các bạn những bộ lăng xê mà ta muốn dùng phao. Thông thường thì những cái lăng xê này, những cái lò xo này đều không cần dùng đến phao. Không cần dùng đến phao. Thế nhưng trong nhiều trường hợp dùng phao vẫn tốt. Câu có phao là tốt nhất. Chợt tuột tay hoặc cá lôi mất cái cần thì vẫn còn cái phao chạy trên mặt nước. Thế hoặc khi ta câu mà cá cắn kéo cái phao chạy thì rất thích, trông rất đẹp mắt mà theo dõi rất dễ. Mình có thể ngồi nhâm nhi uống nước chè, uống bia mà chỉ theo dõi cái phao là được rồi, nó dễ hơn là cầm cái cần ở tay khư khư. Với cái bộ này lớn thì ta dùng cái phao cỡ này 5 chấm. Và lưỡi câu này, lưỡi câu cũng lớn. Đó là lưỡi câu cỡ này. Đấy, những cái này đi với nhau là hợp một bộ. Hai cái thứ này đấy, to nhỏ khác nhau này, lớn hơn này, nhỏ hơn. Cái này tương đương, cái này thì có hòn chì ở trong ném xa. Và cái này, hai cái này thích hợp với cái lưỡi câu số 6, móc số 6. Cái này nhỏ hơn thì thích hợp với cái lưỡi câu số 3 này. Đặc biệt là cả hai cái này đều thích hợp với cái phao này. Hai chấm. Cái này thì đặc biệt nhỏ một xíu. Đấy, nhỏ so với cái này khá hẳn. Thì ta chỉ dùng cái lưỡi câu số 1 này thôi. Và cho nó ta cũng dùng cái đây, số 1. Đấy, là thích hợp rồi. Để dây để buộc lưỡi câu. Đấy. Dây buộc lưỡi câu thì cái bộ này ta dùng cái dây này.
dùng cái dây này thì buộc mới được. Còn cho hai thứ này thì ta dùng cái lưới câu này, cái dây câu này, dùng cái dây này để buộc lưới câu. Còn thứ này thì ta dùng cái dây nhỏ hơn, 22 pound không ạ, bé tí xíu. Nó cực kỳ tốt, nó rất mềm, sở dĩ dùng dây lớn những cái này dùng để khép cho những cái này. Thế nhưng dùng dây lớn nó đỡ dối, nếu dùng có cái dây nhỏ nữa, nhỏ tí xíu thì dùng lại không được.
Riêng cái loại này thì ta dùng 5 lưỡi câu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lưỡi cho cái này. Riêng cái thứ bé tí này thì ta lại dùng 3 lưỡi câu thôi. 1, 2, 3. Thế là được rồi. Để thiết lập một cái đường dây câu lăng xê thông thường mà có dùng phao, thì ta cần những cái như thế này. Ngoài cái bạn phải có, thì bạn có ở đầu dây là lăng xê buộc lưới câu thích hợp, một cái khóa xoay, một quả phao thích hợp và mấy cái hạt chặn. Trước hết, ở trên cái đường dây này ta đưa một cái hạt chặn vào. Đấy. Hạt chặn này nằm phía trên, quả phao. Đấy, là để khống chế mặt nước. Sau đó ta luồn dây qua quả phao. Ta luồn tiếp một hạt chặn thứ hai để giữ quả phao ở khoảng cách nhất định so với cái cục lăng xê, để khi ta ném thì nó không vướng. Vậy là xong. Buộc cái khóa xoay này. Này, tôi câu lăng xê tôi hay dùng cái dây bện này, dây bret này rất tốt. Làm ướt ra đi bằng nước dãi, nước bọt.
Vậy là bạn câu được rồi. Cái này nhá, bạn đặt cái hạt chặn này chỉ cách đây, cách cái quả này một gang tay là được. Đấy. Hoặc là gần đây nữa cũng vẫn được. Đấy, cái này trong khoảng khoảng này chỉ bằng thế này thôi. Quả phao khi mình ném đi là nó không vướng gì cả, rất tốt. Còn cái hạt chặn này phía trên này là mình sẽ chỉnh cho quả phao nằm trên mặt nước.